Chào các bạn, quay trở lại với video tiếp theo. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách upload theme, giao diện và thay giao diện cho WordPress như thế nào. Thì đối với WordPress thì chúng ta có hai cách để chúng ta có thể thay theme của mình. Cách thứ nhất là chúng ta dùng FTP. Cái chương trình FTP đã upload lên. Ví dụ như chúng ta dùng FTP ở đây thì chúng ta có thể upload cái theme mà chúng ta mong muốn lên cái thư mục mà chúng ta đã cài đặt trên WordPress. Thì thông thường cái thư mục mà chúng ta thường upload cái theme lên nó sẽ là cái thư mục, ví dụ như chúng ta đăng nhập vào vào trang của chúng ta đi. Đó, bây giờ chúng ta chọn vào một cái trang, ví dụ như là Backlink Bliss, nghĩa là cái trang chúng ta đang demo hiện nay. Thì cái thư mục theme bao giờ nó nằm trong theme và plugin đã sẽ nằm trong mục WordPress gạch ngang content. Click chuột vào đó, chúng ta mở ra. Bây giờ trong cái thư mục themes ở đây chúng ta mở ra thì tất cả các cái theme mà chúng ta muốn thay cho trang blog của mình thì chúng ta đều phải upload vào đây, và upload ở dạng là chúng ta đã giải nén ra rồi. Ví dụ tôi có một cái theme như Superpress chẳng hạn, đấy thì tôi phải giải nén và tôi phải mở đến cái file cuối cùng của nó là cái file này. Đấy, tôi muốn upload thì upload lên trên này. Đấy, mà muốn upload thì giống như video trước đây, chúng ta chỉ cần click vào chuột phải, chúng ta nhấn vào nút upload. Đấy, tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn thôi, tôi không upload trực tiếp lên bởi vì cái theme này nó tương đối là nặng và mất rất nhiều thời gian để chúng ta có thể upload lên, và tôi hiện tại cũng sẽ không dùng cái này cho cái trang này, do vậy mà sẽ không upload lên. Nhưng về nguyên tắc cơ bản là các bạn làm như thế. Tuy nhiên có một cách nữa mà các bạn thường thường hay làm, nó rất là đơn giản, là chúng ta truy cập vào trang WordPress của chúng ta. Tất nhiên là khi mà các bạn upload lên là như thế này rồi, các bạn vẫn phải vào trong đăng nhập vào đây để các bạn activate nó lên, tức là kích hoạt nó lên. Thì cách nữa mà các bạn thường làm là đơn giản hơn, không dùng FTP, là chúng ta upload trực tiếp, là chúng ta vào appearance và themes. Xong từ đây chúng ta bắt đầu là vào cái mục install themes. Đấy, trong mục install theme thì chúng ta vào mục upload. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái file. Lưu ý với các bạn là hiện nay là WordPress chỉ hỗ trợ định dạng file zip thôi nhé. Nếu như cái file của các bạn mà dạng WinRAR hoặc là cái gì đó thì các bạn buộc lòng vẫn phải làm lại và phải chọn cái định dạng nén là dạng file zip thì lên trên này mới tương thích. Đấy, do vậy nhiều bạn mà cứ hỏi tại sao khi mà upload theme lên lại cứ hay bị lỗi, mà rõ ràng nó làm đúng quy trình. Là thứ nhất các bạn cũng phải xem lại xem một cái file mà các bạn sử dụng nó có đúng là file zip chấm zip hay không, hay là nó lại là một file chấm ra, là chấm một cái định dạng nào khác mà WordPress hiện nay không hỗ trợ. Thì đơn giản thôi, các bạn vào trong này, các bạn choose file, nó dẫn các bạn đến một cái nơi mà các bạn đang lưu cái team của mình. Đó, thì các bạn chỉ còn việc vào đó, các bạn chọn một cái team, ví dụ như là team ở đây là gì đó là zip chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần chọn thôi, chọn, các bạn open, ok, khi nó ra là zip rồi các bạn ấn install. Đấy, sau khi nào nó xong thì nó sẽ báo các bạn là thành công, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ tôi thử chọn là hiện nay tôi lại không có cái theme nào ở trên máy để có thể là làm demo cho các bạn luôn. Đấy, nhưng mà về cơ bản các cái bước mà các bạn làm là như thế. Đây là những cái phần mà nó hết sức là cơ bản để các bạn có thể là biết cách sử dụng, cũng như là biết cách để về sau này khi mà các bạn muốn thay một cái giao diện nào đó cho trang blog của mình thì các bạn có thể dễ dàng tìm được một cái theme mà các bạn có thể sử dụng
nó cho công việc. Thì sau khi mà các bạn đã cài xong rồi thì các bạn vào mục Manage Team, thì tất cả các cái team ở đây mà các bạn đang triển khai nó sẽ hiển thị lên. Ví dụ như ở đây chúng ta có hai team đúng không ạ? Các bạn muốn sử dụng cái nào, các bạn chỉ cần vào activate nó lên. Ví dụ tôi muốn sử dụng cái này, tôi vào tôi activate lên, thì cái team hiện thời nó sẽ tự động nó bị vô hiệu hóa, đó cái mới nó sẽ hiện lên đó. Còn trong trường hợp nếu như các bạn mà muốn sử dụng các cái team miễn phí mà không muốn upload lên, thì các bạn vào install team ở trong cái thư mục của WordPress có rất nhiều team đó. Các bạn có thể tìm bất kỳ một cái nào các bạn muốn theo các cái tiêu chí ở đây: màu đen, màu vàng, màu trắng, hai cột, ba cột, một cột, tùy. Đây, ví dụ tôi tìm một cột chẳng hạn, tôi chỉ cần không cần đánh một cái từ khóa nào, tôi chỉ cần search thì tất cả những cái một cột, tất cả các thể loại định dạng nó sẽ hiện ra. Đấy, thì các bạn có thể chọn install trực tiếp nếu như các bạn chưa có ngân sách để mua cái team trả phí. Thì trên này nó cũng có team trả phí, nó có team rất nhiều, team miễn phí rất là đẹp. Đấy, các bạn có thể vào để cài bất kỳ một cái nào đó. Cũng phải xin phải nói với các bạn là đây rất nhiều team để các bạn có thể lựa chọn. Đấy, do vậy mà các bạn có thể là thoải mái lựa chọn. Ví dụ tôi chọn được cái team này chẳng hạn, nhìn thì nó cũng tương đối là màu mè đúng không ạ? Activate lên. Đấy, để xem bây giờ trên trang chủ bây giờ nó hiện lên là những cái gì. Đó, thì mỗi team nó một một cái thiết kế riêng. Thế do vậy mà có thể là khi mà bạn kích hoạt một cái team nào đó lên, thì cái trong cái phần mà quản trị của nó sẽ khác nhau so với những cái team thông thường. Đấy, tuy nhiên là những cái hướng dẫn của tôi ở đây nó hết sức là cơ bản với những cái team bình thường. Do vậy mà những cái team mà về sau là bạn mua thì bao giờ nó sẽ kèm theo một cái bản hướng dẫn để các bạn có thể sử dụng nó một cách đúng, cũng như là tận dụng tối đa các cái tính năng của nó phục vụ cho cái công việc của bạn. Thì đó là những cách mà bạn có thể là cài đặt team một cách dễ dàng. Tất nhiên có những cái team mà các bạn khi mà các bạn cài đặt vào rồi thì nó có những cái tính năng mà các bạn phải làm theo hướng dẫn. Thì hy vọng rằng cái hướng dẫn nhỏ này, cái video ngắn này về hướng dẫn các bạn là cài đặt team và hiệu chỉnh. Hiệu chỉnh ở đây thì chủ yếu là chúng ta hiệu chỉnh cái title của nó như thế nào. Ví dụ như là design team option chẳng hạn. Đối với cái team mà tôi vừa kích hoạt lên trên này thì các bạn có thể thay cái hình ảnh này bằng cách nào? Bạn có thể delete nó ở đây, bạn upload nó ở một cái khác lên trên này để thay thế bằng cái riêng của mình. Ở đây có rất nhiều cái phần để chỉnh sửa. Các bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh này, text ra làm sao này, feature image này. Đấy. Ở đây các bạn cứ vào khi mà các bạn download bất kỳ một cái theme nào các bạn về sử dụng, thì bao giờ trong cái phần appearance các bạn cứ nhìn vào cái theme option của nó, theme design option hay là bất kỳ một cái tên gì gọi ở đây, thì nó đều có cái phần là hướng dẫn cũng như là cái cách để các bạn có thể chỉnh sửa sao cho cái team đó nó phát huy hết tác dụng của mình. Thì hy vọng rằng là các bạn có thể là triển khai cũng như là cài đặt được các cái team trong blog của mình một cách dễ dàng sau khi xem cái video giới thiệu qua của tôi, và việc sử dụng team một cách tốt nó cũng phục vụ cho các bạn rất nhiều trong cái việc mà về sau này các bạn sử dụng các cái team nó phức tạp hơn để phục vụ cho công việc mà tiếp thị liên kết hay làm internet marketing. Bởi vì có những cái team người ta thiết kế là chủ yếu để dành cho dân internet marketer. Nó có nhiều cái tính năng và các bạn làm dần dần các bạn sẽ cảm thấy quen, và dần dần các bạn có thể làm chủ được các cái team đó, và cái công việc để làm tiếp thị liên kết của các bạn nó sẽ ngắn hơn, nó sẽ thuận lợi hơn, và các bạn đỡ phải bỏ ra cái chi phí để thuê những người khác làm hộ cho mình.
cái công việc mà lẽ ra chúng ta có thể làm được. Chúc các bạn thành công.